quả mướp hương, một số vùng cao còn gọi là mắc hom, được dùng làm rau nấu canh, luộc, xào. Nó là món ăn ngon, mát, bổ và có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Toàn quả, từ vỏ, hạt đến sơ mướp già đều được dùng làm thuốc. Mướp có vị thơm mát, chứa nhiều protein, tức đạm, đường, vitamin, chất khoáng, canxi, phốt pho, kali, sắt và các chất khác. Ngoài ra, mướp còn chứa vitamin B giúp ngăn ngừa lão hóa, vitamin C làm trắng da. Vừa có giá trị dinh dưỡng, vừa có giá trị chữa bệnh. Mướp có vị can, tính hàn, có thể giải nhiệt, lợi đường ruột, tiêu trừ đờm gió, giải độc máu, thông kinh lạc, hoạt huyết, lưu thông máu, trị viêm xoang, ho, phù, các bệnh thời tiết ẩm. Vào thời điểm này cũng chính là mùa của mướp, vì vậy việc lựa chọn mướp làm thực phẩm trong bữa ăn gia đình là rất hợp lý. Mướp thuộc loại dây leo, thân có nhiều tua cuốn bò lan trên giàn, hoa màu vàng, trái thuôn dài, có màu xanh nhạt, chứa nhiều dưỡng chất, vị ngọt, tính bình, có mùi thơm nhẹ. Mướp có hai loại là mướp trâu, trái to, màu xanh đậm và mướp hương trái nhỏ, màu xanh nhạt và có mùi thơm ngát. Mướp có tên khoa học là Lupa cylindrica, roem, trong dân gian còn gọi là ti qua, thiên ti qua, bố qua, thiên lạc ti, thủy qua, miến dương qua, thô qua, miên qua. Theo dinh dưỡng học hiện đại, cứ mỗi 100g quả mướp có chứa 95,1g nước, 0,9g protein, 0,1g lipid, 3g glucid, 0,5g cellulose, 0,5g chất tro, 28mg canxi, 45mg phốt pho, 0,8mg sắt, 160microgram beta-carotene, 0,04mg vitamin B1, 0,06mg vitamin B2, 8mg vitamin C và một số chất như lutein, citrulline, cucurbitacin. Theo dược học cổ truyền, mướp vị ngọt, tính mát vào được hai kinh can và vị, có công dụng sinh tân, chỉ khái, thanh nhiệt, hóa đàm, lương huyết, giải độc, an thai, thông sữa, thường được dùng để chữa các bệnh như sốt cao, phiền khát, ho suyễn nhiều đờm, viêm họng, viêm phế quản, trị bằng lậu, khí hư, huyết lâm, viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, viêm bể thận, mụn nhọt, ung thủng, sản phụ sữa không thông, tá bón. Điều cần lưu ý là những người tỳ vị hư yếu hay đau bụng, đại tiện phần thường xuyên lỏng hoặc nát thì không nên ăn và những người liệt dương thì không được ăn nhiều. Trong mướp hương thì nó có tính mát, ngọt và hắn thường xuyên là đi thẳng vào hai đường kinh tỳ và can. Thì dùng để là cho các người ta hay dùng á là được bổ mát và chữa là hen suyễn. Với lại là thông khí huyết. Người mà bị hay đau bụng là gọi là hàn khí, khí lạnh á thì không nên ăn, ăn ít thôi. Còn cái sơ mướp mà quả chín khô mình lấy hạt ra bỏ hết, lấy chắc sơ mướp rang vàng lên rồi sắc ra, đổ mật mía vào uống, cái bệnh mà đau dây dạn dây chằng và đau khỏi hóa cột sống cũng rất là hay. Đấy, thì ở trong cái quả mướp á, người ta dùng cho những người á là mát can, mát tỳ thì mình dùng rất là tốt trong cái trường hợp để mà là chữa về thông đờm, hen suyễn. Thì ở trong cái quả mướp hương á, ta cũng nên cho những cái bệnh nhân mà hay bị hen suyễn, hay bị nhiều đờm á, ăn cũng rất tốt cho cái mướp hương này. Từ mướp, chúng ta có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng hay những đồ uống giải nhiệt, bởi tất cả các bộ phận của mướp, từ quả đến cây, rễ đều có tác dụng chữa bệnh.
Tuy nhiên, khi tiết trời mát mẻ, lựa chọn một vài quả mướp để nấu một bát canh mướp ngao cho gia đình quả là một sự lựa chọn hoàn hảo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn món mướp nấu ngao đặc trưng tại miền quê Nghệ An. Trước hết mình chọn nguyên liệu món canh mướp nấu ngao thì mình chọn quả mướp da còn xanh, vỏ không dày. Bẻ quả mướp ra thì mình nhìn thấy quả mướp không sơ và hạt nó không già, và quả mướp đạt với yêu cầu mình nấu canh ngao hôm nay. Thứ hai là mình ngao là mình chọn ngao tươi sống vừa đánh bắt xong, còn nếu như ngao hỏng thì còn sẽ có mùi hôi, mình nhận biết ra ngay. Đi kèm với là gia vị của canh mướp nấu ngao thì mình có lá lốt là đi cùng với là chủ yếu nấu món này thì kiểu súp, hạt nêm cơ no và bột ngọt, củ hành. Sau khi mình đã chọn được nguyên liệu để nấu canh mướp nấu ngao đấy, thì và bây giờ mình bước đầu tiên là mình luộc ngao. Sau khi mình đổ ngao vào chảo để luộc thì mình cho vào một lượng nước vừa so với ngao mình luộc. Trong lúc mình chờ đợi luộc ngao chín, mình tiến hành vào bước là mình gọt mướp, làm sạch mướp. Sau khi mình đã gọt sạch mướp và mình tiến hành rửa mướp. Sau khi mình rửa mướp sạch xong và mình thái mướp để bước vào tiến hành mình giai đoạn nấu canh. Trong lúc mình thái mướp mình không cần phải thái mỏng quá hay là dày quá, cảm giác vừa. Sau khi mình gọt mướp xong và thái mướp xong thì ngao vừa xối thì mình dùng muỗng và đánh đều cho ngao hạ đều ra, và đồng thời những cái hạt cát nhỏ bé ở trong ngao nó sẽ rơi ra ở mướp. Sau đó mình vớt ngao. Sau khi mình đã vớt ngao ra được xong thì mình tiến hành rửa ngao và vứt bỏ vỏ ngao, mình giữ lại cái ruột ngao dùng để nấu canh. Sau khi mình rửa sạch được ngao và trong thời gian này thì mình sử dụng cái nước ngao rồi mình lọng. Mình lấy một bát nước. Sau khi mình rửa ngao và sử dụng lọc được nước ngao thì mình tiến hành bắt đầu nấu canh ngao và mướp. Mình sử dụng hành đã được bóc sẵn, đập nhỏ và để phi thơm. Mình cho một muỗng vào chảo, bật lên cho nóng cho. Mình cho hành vào để phi thơm hành. Sau khi phi thơm hành thì mình cho ngao vào. Thả vào và mình đảo qua nước cùng với ngao. Trong lúc mình đảo mướp vào ngao thì mình vừa chế một ít nước ngao và để cho mướp không bị nát mướp và bị
thâm cái màu mướp. Đồng thời mình cho súp vào với cái lượng nước mình nấu canh vừa ngon vừa chuẩn, vừa ngon một lượng súp bột ngọt. Và một ít hạt nêm. Mình tiếp tục đảo cho gia vị ngấm đều ngao và mướp. Sau khi mướp và ngao được ngấm đều gia vị, mình cho bát nước ngao đã sử dụng chắt lọc rồi mình cho vào. Trong lúc mình chờ đợi canh mướp với nấu ngao sôi thì mình sử dụng lá lốt và được rửa sạch. Thái nhỏ và đều. Sau khi lá lốt thả vào và canh sôi bùng lên thì lúc đấy là canh đã được và mình tắt bếp cho canh ra bát. Là lúc mình cho canh ra bát là hoàn thành một bát canh mướp nấu ngao. Và như này là mình đã làm hoàn thiện xong món canh mướp nấu ngao. Cái canh mướp nấu ngao thì mình lưu ý là mình phải chọn được những quả mướp là nó không già mà cũng không non. Khi mình bẻ quả mướp ra thì mình cắt quả mướp ra thì mình nhìn vào hai bên thì trong quả mướp là không được sơ mà hạt mướp không được già, và mình có thể là dùng bằng tay cảm nhận ấn vào hạt mướp là nó non và đều. Ngoài việc sử dụng mướp như là một món ăn thì chắc chắn nhiều người chưa biết rằng từ quả mướp người ta còn chế ra được rất nhiều đồ uống có công dụng giải khát, chữa bệnh rất độc đáo. Công thức 1: mướp tươi 500g, đường trắng vừa đủ, mướp rửa thật sạch, cắt nhỏ, ép lấy nước. Nếu dùng máy ép là tốt nhất, rồi hòa với đường trắng, dùng làm nước giải khát trong ngày. Công dụng thanh nhiệt, hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khái. Công thức 2, mướp tươi 500g, khổ qua 200g, đường trắng lượng vừa, mướp gọt vỏ, khổ qua bỏ ruột, rửa sạch, thái vụn, rồi ép lấy nước. Hòa đường trắng, chia uống vài lần trong ngày. Công dụng giải thử nhiệt, làm sáng mắt, hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khái. Công thức 3, mướp tươi 500g, khế 200g, đường trắng lượng vừa đủ. Mướp gọt vỏ, khế rửa sạch, thái vụn, ép lấy nước. Hòa đường trắng, chia uống vài lần trong ngày. Công dụng hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khái là loại đồ uống rất giàu sinh tố và các nguyên tố vi lượng, dùng làm nước giải khát mùa hè rất tốt. Công thức 4, mướp tươi 500g, củ cải 200g, đường trắng lượng vừa đủ. Mướp và củ cải gọt vỏ, thái vụn, ép lấy nước, hòa đường trắng, dùng làm nước giải khát trong ngày. Công dụng hành khí, lợi niệu, hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khái.